Nạn bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội của cả thế giới. Ngay cả ở các quốc gia văn minh như Hoa Kỳ, Pháp cũng có nạn nhân bạo hành gia đình. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tình trạng nam giới có hành động bạo lực với nữ giới, đặc biệt là chồng đối với vợ, phổ biến hơn nhiều và rất ít nạn nhân dám tố cáo. Theo một nghiên cứu của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong 10 năm qua, có đến 1 phần 3 người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngày nay, nhờ có mạng xã hội mà tình trạng này lại còn được phơi bày rõ nét hơn. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút do camera an ninh trong nhà một gia đình tại Hà Nội ghi lại, cho thấy cảnh một phụ nữ trẻ bế con nhỏ liên tục bị người chồng là một võ sư cao to tát, đấm đá và ném sỏi vào người, khiến người mẹ trẻ cùng em bé nhiều lần ngã xuống nền nhà, vậy mà người chồng không buông tha. Đoạn video này đã gây phẫn nộ dư luận, thế nhưng sau đó, người vợ lại rút đơn tố cáo và xin hòa giải, cho nên công an địa phương đã tạm thả người chồng về, chờ xử lý sau. Sự việc này phản ánh tình trạng tại Việt Nam. Ít có nạn nhân nào dám đưa sự việc ra pháp luật để kẻ gây ra bạo hành trong gia đình bị trừng trị nghiêm minh. Theo cơ quan chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, thì điều then chốt để phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới tính là phá vỡ văn hóa im lặng đang cản trở nữ giới và trẻ em gái trong việc tố cáo các trường hợp bạo lực. Muốn khuyến khích nạn nhân tố cáo sự việc với các cơ quan chức năng, thì nạn nhân cần được bảo đảm là họ sẽ nhận được sự bảo vệ cần thiết. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài FI, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới tính, phụ nữ và vị thành niên cho biết, có rất ít phụ nữ Việt Nam dám lên tiếng tố cáo hành động bạo lực của người chồng. Vấn đề là làm sao khích lệ nạn nhân nói lên tình trạng của mình. Thời gian gần đây, mạng xã hội đã tham gia vào vấn đề này khá mạnh mẽ và sự lên tiếng của mạng xã hội cũng có một ảnh hưởng nhất định đối với công chúng về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nhưng xã hội Việt Nam vẫn còn những quan niệm định kiến khiến người vợ không dám tố cáo hành vi bạo lực trong gia đình. Thứ nhất là quan niệm xấu chàng hổ thiếp, người phụ nữ sợ nếu nói ra thì như là gia đình mình có một vết nhơ. Thứ hai là quan niệm cho rằng người phụ nữ phải như thế nào, có một lỗi nào đó thì mới bị đánh, cho nên người phụ nữ vẫn sợ chuyện bị chê cười. Mặt khác, xã hội Việt Nam vẫn còn quan niệm rằng người phụ nữ mẫu mực thì phải nín nhịn để giữ gia đình cho con cái của họ, giữ cái bộ mặt sĩ diện gia đình cho bố mẹ của họ nữa. Tất cả những điều đó ngăn cản người phụ nữ nói lên tình trạng bạo lực. Hơn nữa, tuy Việt Nam đã có luật phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2007 và khi bị hành hung, người phụ nữ có thể gọi công an, cảnh sát. Nhưng theo bà Nguyễn Văn Anh, trong thực tế, những nạn nhân khi báo với cơ quan chức năng thì không nhận được sự đáp ứng và bảo vệ kịp thời. Bên cạnh đó, ở Việt Nam hiện có rất ít nhà tạm lánh để bảo vệ an toàn cho phụ nữ trẻ em bị hành hung. Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là việc thi hành luật pháp đối với những kẻ có hành vi bạo lực gia đình. Bà Nguyễn Văn Anh cho rằng có một khoảng cách rất lớn giữa luật và việc thực thi. Việt Nam vẫn còn thiếu những kỹ năng, còn thiếu ý thức và các định kiến còn tồn tại trong cả những cán bộ thực thi pháp luật, khiến nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo, đưa sự việc ra trước pháp luật. Cũng theo lời bà Nguyễn Văn Anh, Việt Nam hiện giờ có cục trợ giúp pháp lý, trong đó có cả phần trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Xét về lý thuyết thì đây là một hệ thống rất tốt, nhưng trong thực hành thì còn nhiều cái cần phải xem xét thêm. Việc tố cáo người chồng của mình là một khó khăn về tâm lý đối với người trong cuộc. Thế rồi sau đó là tâm lý của cộng đồng, của họ hàng, của hàng xóm, đều nghĩ rằng thôi thì chín bỏ 10 lành, bỏ qua đi cho yên ấm, rồi về sống với nhau. Cho nên số vụ bạo lực được phát hiện khá nhiều, nhưng tỷ lệ các vụ được đưa ra tòa thì rất thấp. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Văn Anh cho rằng, nếu các hội phụ nữ, hội nông dân, tổ hòa giải Việt Nam làm đúng chức năng, giúp cho nạn nhân ý thức được vấn đề bạo hành gia đình, thì họ đã có thể ngăn chặn không để cho hành vi bạo hành ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã liên tục có các cuộc hội thảo về vấn đề bạo hành gia đình ở cấp quốc gia cũng như ở cấp địa phương hoặc là theo ngành. Nhưng thực hành thì vẫn còn là một vấn đề. Bà Nguyễn Văn Anh cho rằng cơ quan chức năng phải thúc đẩy nhiều hơn nữa ý thức của tất cả những người thực thi pháp luật cũng như của người dân để họ hiểu được vấn nạn này. Luật phải được thực thi một cách nghiêm khắc vì nó liên quan đến hạnh phúc, đến sự an nguy của người dân, đến cảm giác được bảo vệ của mọi người trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.